nghệ sĩ Xuân Hương và cũ MC Thanh Bạch tiết lộ về cuộc sống hậu hôn nhân địa ngục. Tôi sợ sự ràng buộc, nhưng sợ nhất là cô độc bên chính người thân của mình. Nhiều năm qua, nghệ sĩ Xuân Hương sống kín tiếng và rời xa chốn showbiz náo nhiệt. Ở tuổi 68, vợ cũ Thanh Bạch sống cô đơn, lẻ bóng trong một ngôi nhà cũ của bố mẹ ruột tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, trong số phát sóng mới nhất chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, nghệ sĩ Xuân Hương đã có những phút giây trải lòng về cuộc sống một thân một mình ở tuổi xế chiều. 6 năm không liên lạc với con trai, nữ nghệ sĩ ngậm ngùi chia sẻ: "Khi sinh con, tôi nghĩ rằng cuộc đời mình thay đổi. Tôi thương con hết mực và dạy con theo cách của mình. Lúc ly hôn, con đồng ý ở với tôi. Đó là phần thưởng của tôi trong giai đoạn đó. Khi ra tòa, tôi không yêu cầu cấp dưỡng, dù lúc đó tôi không biết mình nuôi con bằng cách gì." Sau tất cả tình yêu thương bà dành cho con trai, mọi nỗ lực nuôi dưỡng bằng những gì bà có, nghệ sĩ tiết lộ MC Thanh Bạch lo cho con trai học đại học. Sau cùng, con chung của Xuân Hương và Thanh Bạch lựa chọn sống cùng cha. Nghệ sĩ Xuân Hương thừa nhận mình khổ một đời vì đàn ông, hết chồng rồi lại đến con. Được biết, con trai không về thăm hay gọi điện quan tâm bà khi nữ nghệ sĩ đổ bệnh. Nghệ sĩ Xuân Hương bộc bạch: "Có một lần tôi định mổ tim, có một người bác sĩ là bạn thân của tôi biết được số điện thoại con tôi nên đã gọi. Bất ngờ được một người xưng là người yêu của nó nghe máy mà không hỏi thăm tôi một tiếng. Tuy cả hai chưa từng gặp mặt, tôi cũng chưa nhận người đó là con dâu, nhưng ít ra phải có tình người trước đã. Con tôi lại càng không, nó không hỏi mẹ nó còn sống hay đã chết. Cái gì tôi kể rồi thì 1000 lần cũng như nhau." Xuân Hương trải lòng, đời bà buồn và nhiều nước mắt hơn niềm vui. Bà trải lòng về cuộc sống hiện tại: "Cuộc đời là như vậy đó, đối với tôi vẫn bình thường. Tôi thấy hạnh phúc sau ly hôn. Có nhiều người trầm cảm nặng hơn khi phải sống một mình, nhưng tôi lại vui. Tôi được tự do, được thương bản thân mình hơn. Tôi sợ sự ràng buộc, nhưng sợ nhất là cô độc bên chính người thân của mình. Nó khủng khiếp lắm." Bên cạnh đó, bà còn cho biết đã chuẩn bị sẵn một số tiền gửi gắm bạn bè thân thiết để chuẩn bị cho việc mua quan tài cho mình nếu có chuyện không may xảy đến. Theo bà, đám tang chỉ là tình cảm của người sống dành cho người đã mất. Ngoài ra đó cũng là phong tục từ xưa đến hiện tại bắt buộc phải như vậy, còn bà không muốn làm phiền đến người khác. "Đối với tôi thì không cần làm phiền tới người khác, coi như không chồng, không con. Thiêu xong không đem lên chùa để thờ vì có ai đâu mà thờ. Chỉ cần đem tro đến chỗ nào sạch thơm một chút, gọn nhẹ là được", bà tâm sự.